Hoàng Vi xin kính chào quý vị đang đến với chương trình MV Breaking News Người Việt TV. Hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần ngày 5 tây tháng Giêng và kính chúc quý vị có một cuối tuần bình an. Thưa quý vị, mở đầu bản tin ngày hôm nay là câu chuyện về đại án Việt Á vẫn đang được xét xử tại tòa và chúng ta hãy lắng nghe những lời khai của các cựu quan chức mà nhận hối lộ trong vụ án Việt Á đó thưa quý vị. Có những cái lời khai mà nghe qua người ta cảm thấy là chuyện nó cứ thật như đùa mà đùa nó cứ như thật vậy vào ngày hôm nay, ngày 5 tây tháng giêng thì tòa án nhân dân ở hà nội lại tiếp tục cái phiên là xét hỏi những cái bị cáo và đặc biệt là những cựu quan chức để nhận hối lộ trong cái vụ việt á như thế này là trong đó có cái phần của ông cựu bộ trưởng khoa học công nghệ là ông chu ngọc anh và khi bắt đầu phần xét hỏi đó thì ông có nói là ông nhận thức được trách nhiệm của bản thân và ông thấy là cái việc mà ông phạm tội như thế này đó là rất là đau xót nhưng mà khi mà viện kiểm sát hỏi là ông có bị ép cung hay không có bị ai mà khai báo hay không thì ông chu ngọc anh cũng trả lời là trong tôi phong độ như thế này cơ mà chắc chắn là không có bị ai ép cung hết á không có bị nhục hình mà khai báo hoàn toàn tự nguyện đó là lời khai của ông chu ngọc anh nhưng cái phần này mới quan trọng hơn trả lời kiểm sát viên thì ông chu ngọc anh thừa nhận là mình có nhận cái túi quà của việt á tặng cho ông từ chính tay của ông Phan Quốc Việt là 200.000 đô la Mỹ. Và nhưng mà ban đầu ông Chu Ngọc Anh chỉ nghĩ là đây là ông Việt tới rồi chỉ có đưa giới thiệu sản phẩm của Việt Á mà thôi chứ không có tiền bạc chi hết á. Cho nên là ông cứ để nguyên cái túi như vậy ở trên cái sàn phòng nghỉ ở cơ quan. Và một tháng sau thì ông Chu Ngọc Anh mới được chuyển về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để công tác. Rồi lúc đó ông mở ra thì ông mới biết là bên trong có tiền. Lúc này, theo lời khai của ông Chu Ngọc Anh tại tòa hôm nay, Lúc này bị cáo nghĩ ôi chết rồi, dù thế nào thì nhận tiền của doanh nghiệp là sai và có lên kế hoạch để trả lại. Và sau đó như chúng tôi cũng có tường thuật thời gian trước, ông cũng nói rằng vì 21 tháng ở Hà Nội đó bận mãi mê để cùng thành phố chống dịch cho nên ông quên bẵng cái chuyện này luôn. Ông định mang chiếc vali này về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhưng do phòng làm việc chưa sửa xong nên mang về nhà cất trong gara ô tô và nghĩ là bao giờ đi công tác thì sẽ mang theo để trả lại cho Phan Quốc Việt. Tuy nhiên 21 tháng mà bận mãi mê công tác chống dịch nên quên luôn. Và kiểm sát viên đặt câu hỏi là vậy tại sao mà khi nộp lại tiền khắc phục hậu quả đó, không có nộp đúng 200.000 đô la Mỹ số tiền mà Phan Quốc Việt đã đưa mà lại nộp bằng tiền Việt Nam đồng? Thì đây nè thưa quý vị, đây là câu trả lời của ông cựu bộ trưởng Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh. Ông nói là khi bị cáo lên đường đi chịu trách nhiệm hình sự thì có nhờ người ở nhà tìm chiếc vali để nộp lại tiền nhưng không thấy, để ở nhà mà tìm không thấy và không biết là ai có thể tìm được cái chiếc vali này cho ông Chu Ngọc Anh hay không. Thì đó là câu chuyện về lời khai của ông Chu Ngọc Anh, nhưng nó có một cái chi tiết mà người ta để ý thưa quý vị là một tin tiết bên lề trong cái phiên xử đại án Việt Á như thế này, đó là từ những cái quan chức từ bộ trưởng thứ trưởng bí thư tỉnh chủ tịch thành phố tất cả đều nhận hối lộ doanh của doanh nghiệp Việt Á đó bằng tiền đô la Mỹ thưa quý vị chứ không hối lộ bằng Việt Nam đồng. Và theo báo VN Express cho biết là khi được hỏi về nguồn tiền đô la Mỹ dùng trong những cái lần mà lót tay những cái lần bôi trơn đối với các quan chức như thế này từ trung ương cho đến địa phương á thì bị cáo Phan Quốc Việt là tổng giám đốc công ty Việt Á có khai là mình luôn luôn rút tiền mặt tại ngân hàng để đổi sang ngoại tệ và lúc nào cũng có sẵn bên mình hết để gặp là có thể đưa và có thể tặng và biếu xén và cảm ơn. Đó là lời khai của một số nhân vật tại tòa ngày hôm nay. Một lần nữa nghe đau xót nhưng mà chuyện thật cứ tưởng như đùa và chuyện đùa tưởng như thật. Nhưng mà bên cạnh đó đó thưa quý vị, ông Trung tướng Tô Ân Sô cũng đồng thời trong cái cuộc họp báo chính phủ ngày hôm nay thì ông nói đó là định hướng của Bộ Công an khi mà xử những cái vụ án trọng điểm lớn như thế này như là Việt Á, như là FLC, như là Vạn Thịnh Phát như là Xuyên Việt Oil thì cái quan điểm là Bộ Công an chủ trương xử một vụ mà cảnh tỉnh cả vùng. Đó là lời tuyên bố của ông Trung tướng Tô Ân Sô. Và ông nói là trong các cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong năm 2023 được coi là điểm sáng của cả hệ thống chính trị. Trong đó, theo lời ông Tôn Sô một lần nữa, lực lượng công an được coi là chủ chốt đóng vai trò rất là quan trọng trong cái công việc này. Và đó là câu chuyện về Việt Nam. Một câu chuyện nữa liên quan đến Nam Hàn thưa quý vị và cụ thể liên quan đến đệ nhất phu nhân Nam Hàn, người đã từng qua thăm Việt Nam trước đây và đốn tim rất nhiều những cái người dân của Việt Nam bởi vì đệ nhất phu nhân Nam Hàn đã từng vận chiếc áo dài rất là tha thước và làm mềm lòng nhiều người dân Việt Nam khi mà cùng chồng đi sang Nam Hàn vào năm 2023. Câu chuyện ngày hôm nay đó là Tổng thống Nam Hàn là Dương Sư Dương Xuất Dù đã phủ quyết hai cái quyền, hai cái dự luật theo đó bên phía quốc hội chuyển qua của từ phe đối lập là đảng Dân Chủ của Nam Hàn đó, đòi điều tra đệ nhất phu nhân Kim Con Hy. Đảng Dân Chủ là đảng đối lập hiện nay đang chiếm đa số tại Quốc hội của Nam Hàn, đã đơn phương thông qua cái dự luật yêu cầu chỉ định công tố viên đặc biệt để điều tra đệ nhất phu nhân Nam Hàn liên quan đến cái việc là thao túng cổ phiếu của công ty Deutsche Models năm 2009 cho đến năm 2012. Dĩ nhiên là đệ nhất phu nhân đã bác bỏ cáo buộc này. Nhưng mà cựu giám đốc của công ty này một lần nữa là Deutsche Models là ông quan Ushu đã bị kết án là tù treo vào hồi tháng 2 năm 2023 với cáo buộc thao túng giá cổ phiếu và cấu kết với các nhà đầu tư. Thì đảng Dân Chủ của Nam Hàn đã cáo buộc là bà Đệ Nhất Phu Nhân là một trong những người mà ông giám đốc của công ty Doi Modo này đã có cái sự cấu kết như vậy. Và đảng Dân Chủ đồng thời cũng yêu cầu mở một cái cuộc điều tra đặc biệt liên quan đến những cái cáo buộc 6 người gồm có cựu quan chức, cựu nghị sĩ và cựu công tố viên, đã được một công ty liên quan dự án tham nhũng và hứa trả 5 tỷ won là tương đương khoảng 3.8 triệu đô la Mỹ cho mỗi người thưa quý vị. Hai cái dự luật này mặc dù Đảng dân chủ đã thông qua vì chiếm thế đa số quốc hội nhưng vẫn cần tổng thống Nam Hàn phải ký để ban hành thành luật. Nhưng mà ông tổng thống Nam Hàn ông John Suk Yeol ngày hôm nay đã thực hiện cái quyền phủ quyết veto cái đạo luật này và bằng cách là phê chuẩn một cái bản kiến nghị yêu cầu quốc hội phải xem xét lại cái dự luật đảng quyền lực quốc dân là cầm quyền là đảng của ông tổng thống uh, uh, john sức du đó đã cáo buộc là đảng đối lập là đảng dân chủ hiện nay đó đã cố tình mở ra những cái lời cáo buộc này nhằm bôi xấu chính quyền của tổng thống đương nhiệm để mục đích cuối cùng là tấn công vào tổng thống trước cái tên tổng tuyển cử vào tháng 4 của năm nay, Đảng Dân chủ bác bỏ và nói rằng không nên có bất kỳ một cái vùng cấm nào trong bất kỳ các cái cuộc điều tra về tham nhũng và đó là cái câu chuyện liên quan ngày hôm nay thưa quý vị thì uh, chánh văn phòng của tòa, uh, tổng thống đó có nói rằng những cáo buộc mà nhắm vào đệ nhất phu nhân phải là bây giờ mới có mà nó đã có từ 12 năm trước rồi rồi cựu tổng thống uh, nam Hàn ông moon jae in đã từng mở cuộc điều tra nhưng cuối cùng cũng không đi đến đâu hết và lúc đó đó bà kim còn không bị triệu tập chứ chưa nói tới việc là bị truy tố và đệ nhất phu nhân kim con Hy sinh năm 72 như chúng tôi nói đó làm nhiều nhiều người dân Việt Nam rất là ái mộ bà. Đã từng theo học chuyên ngành hội họa, rồi lấy bằng thạc sĩ về giáo dục nghệ thuật, tiếp đó là bằng tiến sĩ về thiết kế nội dung kỹ thuật số. Bà kết hôn với đương kim tổng thống Nam Hàn vào năm 2012. Đó là câu chuyện về xứ sở Kim Chi. Và một câu chuyện nữa liên quan đến Canada, mà trong câu chuyện này nhân vật chính là một người Canada gốc Việt, thưa quý vị. Ông này 28 tuổi, đã bị cảnh sát của Toronto buộc tội sau khi đối diện với rất nhiều cáo buộc đã quay lén những cái nạn nhân trong một cái trường học mà những nạn nhân này nhỏ tuổi chỉ mới có 14 tuổi thôi thưa quý vị trong khuôn viên của St. George thuộc Đại học University of Toronto thì từ tháng 7 cho đến tháng 10 của năm ngoái cảnh sát liên tục nhận được những cái lời phàn nàn và cả yêu cầu của trường phải vào cuộc điều tra khi có những cái um, trình báo của học sinh nói rằng là cảm thấy có một cái người đàn ông đi lởn vởn trong nhà vệ sinh rồi thậm chí là đặt uh, nhìn trộm, rồi đặt lén những cái chiếc uh, đặt lén điện thoại di động để ở dưới các cái buồng vệ sinh đó để quay hình ảnh của các nạn nhân. Thì ngày hôm thứ năm ngày hôm qua thì phạm ông đăng phạm là sinh sống tại Ontario để chính thức bị cảnh sát bắt giữ và tội nhìn trộm và tội phá hoại và cáo trạng chưa có được đưa ra xét xử tại tòa án bởi vì các nhà điều tra đang hiện nay đang công bố hình ảnh của ông đăng phạm và nói rằng họ tin rằng nếu hình ảnh này được công bố thì chắc chắn là sẽ có thêm nạn nhân đến để trình báo đó là câu chuyện về một người Canada gốc Việt mà đã một phạm một cái tội rất là kinh tởm như vậy trở lại với nước Mỹ thưa quý vị vào dịp đầu năm mới thì chúng ta những người dân mà sống tại Mỹ bắt đầu nghĩ đến chuyện là khai thuế khai thuế cho cái mùa năm 2023 nhưng đây thưa quý vị tờ Washington Post vừa mới đưa ra một cái bài báo sáng nay và nói là những cái bậc làm cha mẹ và cả những cái cơ sở chủ cơ sở doanh nghiệp khoan khoan nghĩ đến chuyện khai thuế đã bởi vì có thể nha là trong thời gian sắp tới hai cái đối tượng là những người làm cha mẹ và cả những người chủ doanh nghiệp có thể là sẽ nhận thêm được tiền khấu trừ thuế. Bởi vì sao vậy? Ở tại Quốc hội Liên bang, hai cái ủy ban và thuộc về lưỡng đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, hai ủy ban là Tài chính và ủy ban Thế vụ đang chạy nước rút để thông qua một cái dự luật lên đến 100 tỷ đô la Mỹ. Và theo đó đó là có thể là sẽ sử dụng lại những một số cái điều khoản để mà cắt giảm thuế cho các cái cơ sở doanh nghiệp và cho các tập đoàn mà ông Trump đã từng đưa ra năm 2017 cũng như sử dụng lại một số những cái điều khoản về khấu trừ thuế cho những cái bậc làm cha mẹ mà có con nhỏ trong cái đạo luật chống lạm phát mà ông tổng thống Biden đã đưa ra năm 2021 thì không rõ là các nhà lập pháp này có thông qua được điều này để giúp đỡ cho người dân hay không bởi vì đó là quốc hội hiện nay cũng đang ráo riết cạnh chạy đua với thời gian để mà thông qua cái ngân sách cho chính phủ không bị đóng cửa vào ngày 19 tháng giêng sắp tới đây thưa quý vị thì nếu mà thực sự điều này thông qua sẽ giúp đỡ rất là nhiều khi nền kinh tế của nước Mỹ mặc dù là có những cái dấu hiệu tốt về cuộc chiến chống lạm phát, về giá cả, rồi về thị trường lao động, nhưng giá tiêu dùng vẫn còn khá là cao cho người dân Mỹ. Đạo luật chống lạm phát của ông Biden đưa ra năm 2021 thì theo đó cha mẹ mà có con dưới 6 tuổi thưa quý vị thì sẽ được khấu trừ thuế là 3.600 đô la Mỹ một năm mà 6 tuổi con 6 tuổi trở lên thì được trừ thuế là 3.000 đô la Mỹ một năm. Nhưng mà cho đến năm 2022 đảng cộng hòa đã chỉ trích cái chuyện này và nói rằng nó sẽ làm cho ngân sách của chính phủ tiêu dùng nó phình to ra cho nên là họ không có muốn gia hạn nữa bất chấp cục thống kê ngân số họ đã đưa ra một cái bản báo cáo và nói rằng những cái credit này giúp đỡ cho người dân có thể giúp cho 2 triệu trẻ em tránh khỏi cái tình trạng nghèo đói thì bây giờ đây Trước cái tình hình kinh tế như thế này và cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ họ đang điều đình với nhau để có thể áp dụng lại cái điều khoản khấu trừ thuế đối với việc mà nuôi con nhỏ như thế này. Còn các cơ sở chủ cơ sở thương mại thì sao? Năm 2017, ông Trump đã từng đưa ra cái đạo luật cắt giảm thuế, theo đó cho phép những cái tập đoàn, những cái chủ doanh nghiệp đó có thể là được khấu trừ toàn bộ chi phí kinh doanh thưa quý vị. Và bây giờ tất cả những cái vị nhà lập pháp bên phía đảng cộng hòa nói rằng phải áp dụng điều đó để giúp cho các cơ sở thương mại thì bên dân chủ nói là ok nếu như mà áp dụng cái điều cắt giảm thuế cho các tập đoàn thì cũng phải áp dụng cái điều cắt giảm thuế cho các cái gia đình đặc biệt là gia đình mà thu nhập thấp và gia đình trung lưu của Mỹ và những cái vị uh, lập pháp ở bên phía dân chủ nói đó là hiện nay á mặc dù công việc thì có nhưng có rất nhiều gia đình người ta không có đi làm được là bởi vì chi phí gửi con nó quá cao cho nên người ta đành phải ở nhà để mà giữ con cái để mà tránh bớt một cái phần chi phí nào đó thì đó là cái chỗ mà chính phủ cần phải nên giúp đỡ người dân thì không rõ một lần nữa là có có thể thông qua cái dự luật 100 tỷ này hay không. Nhưng chắc chắn là nếu quý vị mà có con nhỏ hoặc quý vị có cơ sở thương mại thì hãy chờ thêm một chút để xem là có thể cái mùa khai thuế năm nay chúng ta sẽ thêm được một số những cái uh, điều mà khấu trừ thuế có lợi cho cái hồ sơ tài chính của chúng ta. Và nhân nói về chuyện cơm áo gạo tiền thưa quý vị thì các cái nhà lập pháp ở trong quốc hội liên bang cũng đang than thở và càm ràm và nói rằng tiền lương của họ không có đủ sống thưa quý vị. Đó là ông dân biểu Patrick McHenry, một thành viên ở bên phía Đảng Cộng hòa và là người đã từng đảm nhiệm vai trò chủ tịch Hạ viện trong cái giai đoạn quý vị nhớ là ông Kevin McCarthy vừa bị đá ra khỏi cái vị trí là chủ tịch Hạ viện và chưa có vị chủ tịch mới lên thay. Và cuối cùng McHenry cũng tuyên bố là sẽ không có ra ứng cử cho năm sau nữa. Ông quá chán ngán với những cái ừ, hỗn loạn ngay tại Hạ viện bây giờ và đặc biệt ông vô cùng bất mãn với người gọi là đồng minh và là bạn thân thiết của ông, đó là Kevin McCarthy đã phải ra đi tức tử như vậy. Nhưng mà trong cái cuộc phỏng vấn vừa mới công bố vào tối ngày hôm thứ Năm, ông Kevin, ông Patrick McHenry có than thở nói là thu nhập 174.000 đô la một năm không có đủ sống cho các nhà lập pháp của nước Mỹ trong quốc hội liên bang và ông nói rằng á là đa số những cái vị dân biểu á đều không phải là xuất thân từ gia đình giàu có cho nên là cái thu nhập 174.000 một năm là không có đủ sống. Nghe qua thì thấy là 174.000 so với cái mức thu nhập trung bình của một gia đình Mỹ năm 2022 là 74.000 đô la Mỹ là mức trung bình 74.000. Thế thì cái thu nhập 174.000 của một dân biểu trong Quốc hội Liên bang thì có vẻ là khá là rủng rỉnh, khá là thoải mái. Nhưng vị dân biểu này nói rằng là bởi vì họ vừa phải có hai cái nơi để mà sống, một là ở quê nhà và một là ngay tại Washington DC cho nên chi phí đời sống phải là tăng gấp đôi như vậy. Cho nên đó nó chưa cái mức lương này không có đủ và mức lương này nó đã giữ từ năm 2009 cho tới bây giờ. 15 năm trôi qua mà không có tăng cho nên là vị dân biểu này càm ràm và không phải chỉ có ông Mark Henry đâu thưa quý vị. Trước đó, dân biểu cấp tiến bên phía đảng Dân Chủ là cô AOC cũng từng nói là quốc hội phải tăng lương đi để cho các cái dân biểu không có phải rơi vào cái cảnh làm thêm, có nghĩa là chơi chứng khoán để kiếm thêm thu nhập. Chuyện này AOC đã đá đẻo bà cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi bởi vì bà Pelosi nổi tiếng và khét tiếng với chuyện là chơi chứng khoán và lướt sóng rất là dữ dội. Những cái lần giao dịch chứng khoán của bà Nancy Pelosi không có tính bằng ngàn, chục ngàn mà tính từ một triệu 2 triệu, 3 triệu trở lên Và Nancy Pelosi cũng là một dân biểu Rất là giàu có Trong hàng ngũ Các vị nhà lập pháp ở trong quốc hội Và cả dân biểu bên phía đảng Cộng Hòa Bà Marjorie Taylor Greene Cũng thường xuyên phàn nàn và nói là Kể từ ngày mà tôi bước vô quốc hội bây giờ Tôi mất tiền nhiều lắm, tôi chẳng có làm giàu được cái gì hết Ai cũng kêu ca là Làm dân biểu làm nghị sĩ trong Quốc hội Liên bang của Hoa Kỳ thì lương thì thấp. Nhưng lạ một điều là ai cũng muốn ra tranh cử để tiếp tục được làm việc trong Quốc hội. Không biết là có phải vì cái tinh thần là tận tụy và cống hiến và muốn được phục vụ hay không. Đó là câu, đó là tin tức về cái mức độ thu nhập của các nhà lập pháp. Một tin tức nữa vừa mới xảy ra, câu chuyện xảy ra vào tối ngày hôm qua thưa quý vị, đó là hai dân biểu bên phía đảng Cộng Hòa cũng đang hy vọng là thay thế cựu tổng thống Donald Trump đại diện cho đảng mà ra tranh cử với ông Joe Biden năm 2024 này. Mặc dù là cái hy vọng đó càng ngày càng khó, phải nói là rất là mong manh. Ông Ron DeSantis có một cái phần tranh luận và hỏi đáp và cùng với bà Nikki Haley ở trên đài CNN. Nhưng có điều đặc biệt là trong cái đợt thể hiện vào tối ngày hôm qua đó thì cả hai ứng cử viên này không có gọi là đốt chát và tấn công nhau mà họ tập trung tấn công vào một nhân vật đó là cựu tổng thống Donald Trump với cái thông điệp gửi ra là ông Trump là một nhân vật mà có quá nhiều những cái kịch tính nói như bà Nikki Haley là chúng ta không có thể nào mà chấp nhận thêm những cái kịch tính những cái rối loạn đi nữa thực tế là bất kể đúng hay sai, sự hỗn loạn luôn đi theo ông Trump, cho nên nước Mỹ cần phải có một cái sự ổn định chúng ta không thể nào mà để trải qua thêm 4 năm hỗn loạn nữa, đó là lời bà Nikki Haley và đúng là ông Trump đang trải qua quá nhiều những cái rắc rối pháp lý từ hình sự cho đến dân sự, từ liên bang cho đến tiểu bang. Ngay ngày hôm nay tin Breaking News vừa cho biết ở cái vụ mà dân sự, Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James vừa mới yêu cầu tòa là kiện là bắt ông Trump phải nộp phạt 370 triệu đô la Mỹ cũng như cấm ông Trump không có được hành uh, hoạt động kinh doanh trong cái nghề địa ốc nữa Suốt đời luôn Con trai của ông thì bị cấm 5 năm Nhưng ông Trump là bị cấm suốt đời Cùng với những cái rắc rối pháp lý Về hình sự khác mà chúng ta đã biết Và đó là bà Nikki Haley còn ông DeSantis, thống đốc của Florida thì sao thưa quý vị? Ông cũng chỉ trích ông Trump vào tối ngày hôm qua và nói là ông Trump đã không có giữ vững cái lời cam kết với cử tri bên phía đảng Cộng Hòa một số vấn đề như là nhập cư, như và phá thai và nói là cựu tổng thống Donald Trump không có đáng tin cậy nữa. Và ông Ron DeSantis chỉ trích nói là ông Trump không có còn thiết tha mà bước lên để mà tranh luận với các ứng cử viên khác để mà thuyết phục cử tri Cộng Hòa về những cái chương trình nghị sự của mình. Ngay tại tiểu bang Iowa đây, nơi sẽ là nơi đầu tiên diễn ra bầu cử sơ bộ. Ông Trump có đi đến đây không? Ông hay là chỉ có đi đến một vài nơi thôi? Không giống như Ron DeSantis, ông ấy vỗ ngực và nói rằng tôi đã đi đến 99 quận hạt tại tiểu bang này và tôi thể hiện cái thiện chí và cả cái sự nghiêm túc là tôi thật lòng muốn ra tranh cử tổng thống và sẽ làm tốt cái vai trò của mình. Đó là câu chuyện vừa mới xảy ra vào tối ngày hôm qua giữa các ứng cử viên trong đảng Cộng Hòa với lại cựu tổng thống Donald Trump nhắc về ông trump thưa quý vị thì luật sư của ông trong cái đang nỗ lực để mà có cái cuộc chiến trong cái chuyện là ngăn cản không có để cho một số cái tiểu bang như Colorado, như là Maine và sắp tới đây là Illinois và Massachusetts nữa đang có những cái nỗ lực loại tên ông ra khỏi lá phiếu và bây giờ ông đang gõ cửa đến tối cao pháp viện nhờ xử nhanh cái vụ này. Nhưng mà cô luật sư của ông Trump là cô Alina Habba vừa mới nói trong cuộc phỏng vấn trên Fox News vào tối ngày thứ Năm, cô hy vọng là ông thẩm phán Brett Kavanaugh là người mà ông Trump đã từng đấu tranh rất là dữ dội để mà có thể đề cử ông Brett Kavanaugh vào vị trí thẩm phán trong tòa tối cao đó thì cô hy vọng là ông Brett Kavanaugh sẽ nhớ cái câu chuyện năm xưa và sẽ đưa ra cái phán quyết có lợi cho ông Trump trong lần này. Nhiều chuyên gia về luật nói là những xét của cô Alina 3 đó nó khá là unprofessional, không có chuyên nghiệp khi mà cô là một ngành luật mà nghĩ rằng là một thẩm phán có thể đưa ra phán quyết là nhờ vào ơn mưa mốc trong quá khứ. Đó là những gì liên quan đến cự Tổng thống Donald Trump và tin tức cuối cùng của ngày hôm nay thưa quý vị liên quan đến New York. Quý vị nhớ trong suốt thời gian vừa qua New York cũng như một số cái tiểu bang và thành phố dân chủ phải gồng mình đối diện với cái làn sóng di dân bất hợp pháp nè là một và điều thứ hai nữa là cả cái câu chuyện ông thống đốc của texas vẫn thường xuyên sử dụng những cái chuyến xe bus và cả máy bay để chở di dân và thả đến những cái thành phố dân chủ nó dẫn đến người ta nói là con dung xéo lắm thì cũng quằn cho nên vào ngày hôm nay thưa quý vị thành phố new york đã nộp đơn kiện ở manhattan và kiện ai kiện 17 công ty vận tải đó là điều hành những cái chuyến xe bus mà chở di dân thả hơn 33.000 di dân từ Texas đến với New York thì bây giờ họ đâm đơn kiện những cái công ty vận tải này, họ không kiện chính quyền của Texas mà họ kiện các cái công ty xe bus đã chở di dân đến và buộc là các công ty này phải bồi thường 708 triệu đô la Mỹ về cái chi phí phát sinh để cung cấp nơi ở và dịch vụ cho những người di dân bất hợp pháp trong vòng 2 năm qua. Đó là cái động thái mới nhất của New York. Ông thống đốc Texas Greg Abbott từ năm 2022 đã miệt mài làm những cái công chuyện này và ông nói đó là những cái thánh đường những cái thành phố và tiểu bang của bên phía dân chủ vốn muốn là thánh đường để đón nhận di dân đúng không? Thì bây giờ ông thả đến và những cái vị thị trưởng và cả những thống đốc của những cái thành phố mà dân chủ và tiểu bang dân chủ đó thì nói rằng chính Greg Abbott đã làm cho cái tình hình về di dân hiện nay á, nó rối, nó càng thêm rối mà thôi và tạo ra cái sự hỗn loạn chứ không có giúp đỡ được thêm cái gì hết. New York cáo buộc là những cái công ty vận hành xe bus như thế này đó đã vi phạm điều luật có từ từ thế kỷ thứ 19 của địa phương. Theo đó luật này yêu cầu những ai mà vận chuyển chuyên chở những người trong hoàn cảnh khó khăn từ tiểu bang khác tới New York thì phải lo liệu chi phí ăn ở cho họ. Đó là cái cơ sở để mà New York kiện các công ty xe bus này nhưng không rõ là vụ kiện sẽ đi đến đâu. Khi mà ông thống đốc Texas Greg Abbott ông nói vụ kiện này là vô căn cứ và người di cư thì có quyền đi khắp đất, nơi trên đất nước này và nhất là người di dân theo lời Greg Abbott đã được đương kim tổng thống Joe Biden cho phép ở lại Mỹ. Chúng ta chờ xem những diễn tiến này nó sẽ đi đến như thế nào. Và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.